Trong bối cảnh học sinh các cấp đã đi học trở lại, trẻ mầm non cũng đã bắt đầu đến trường. Đến hiện tại, nhiều đại học ở Hà Nội vẫn chưa cho sinh viên trở lại trường. Trong đó có Đại học Thương mại, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tiếp tục duy trì dạy học online đối với sinh viên toàn trường học một số khóa. Tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, trong nửa đầu tháng 4, sinh viên vẫn học theo hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, ngày 8 tháng 4, học viện thông báo cho sinh viên học theo các học phần mở cho các lớp khóa 66 học tập trung từ ngày 18 tháng 4. Sinh viên khóa 66 có thời khóa biểu học các phần học giáo dục quốc phòng học tập, rèn luyện ăn ở tập trung tại khu ký túc xá. Sinh viên các lớp khác tiếp tục học online đến khi có thông báo mới. Theo thông báo Đại học Thương mại đưa ra ngày 17 tháng 3, sinh viên khóa K55, K56 Đại học Chính quy, các lớp vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng 2, các lớp 53, chương trình liên kết quốc tế, một số lớp cao học, học trực tuyến đến hết học kỳ 2, năm học 2021-2022. Với sinh viên khóa chính quy K57, các chương trình liên kết quốc tế năm thứ nhất và thứ hai một số lớp cao học tại trường, hiệu trưởng giao giảng viên giảng dạy lớp học phần căn cứ tình hình thực tế từng tuần, số giảng viên, sinh viên là F0, F1, chủ động linh hoạt áp dụng hình thức dạy học phù hợp và thông báo cho sinh viên ít nhất một ngày trước khi giờ học bắt đầu. Ngày 4 tháng 4, sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội trở lại trường với các học phần thực hành ngay từ trước Tết Nguyệt Đán. Giảng đường dạy lý thuyết vẫn đóng cửa. Theo thông báo ngày 23 tháng 3, từ ngày 4 tháng 4, Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức dạy học trực tiếp đối với tất cả các lớp học thuộc đại học khóa 15 và các khóa đăng ký học cùng khóa 15, đại học khóa 16 và đại học liên thông khóa 16 ở Hà Nam, sinh viên cao đẳng các khóa. Sinh viên đại học khóa 13 và các khóa đăng ký học cùng khóa 13 làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp theo kế hoạch học trực tuyến các nội dung lý thuyết. Với nội dung thực hành, sinh viên học theo kế hoạch thông báo của khoa trung tâm. Đối với đại học khóa 14 và các khóa đăng ký học cùng khóa 14, từ ngày 4 tháng 4 đến ngày 17 tháng 4, trường tổ chức dạy học trực tuyến cho tất cả các lớp, sinh viên chuyển sang học tập trung từ 18 tháng 4. Tại Đại học Công đoàn Hà Nội, trước Tết Nguyên đán, trường thông báo cho sinh viên chuyển sang học trực tiếp từ 24 tháng 2. Tuy nhiên, ngày 21 tháng 2, trường cho sinh viên các năm nhất, 2, 3, trình độ đại học hệ chính quy tiếp tục học trực tuyến do tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Hà Nội và các địa phương phức tạp cùng với các trường đến nay đại học kiểm sát hà nội vẫn duy trì hình thức dạy học trực tuyến về lý do chưa cho học sinh trở lại trường vẫn chưa có thông báo từ các trường mọi thông tin mới nhất về thời gian đi học của các trường đại học sẽ được chúng tôi cập nhật đến quý vị và các bạn trong các tin tức tiếp theo